Máy quay. Theo Gan xin chào mọi người nha. Hôm nay buổi sáng này thì có khui thùng cây đàn Custman K350 rất là đẹp cho anh Sơn ở An Giang lên tham khảo mua cây đàn về tập. Thì dòng đàn này có thể chép được 30 tới 50 triệu và có tiếng tranh 6 bầu đầy đủ luôn nha mọi người. Bây giờ thì sẽ quay review sơ bộ cây đàn Custman K350. Đó. Giá chỉ dao động từ khoảng dưới 7 triệu. Đây là cái này Custman K350. Hồi nãy Minh Nhật nó hướng dẫn anh mở nhạc chưa? Có. Dạ đó, đây là anh sao? Đó, anh mở lên thử đi, mở nghe nhạc đi. Đây là nhạc cái này nè. Anh bấm hợp âm được cơ bản chưa anh sao? Dạ. Bấm hợp âm cơ bản được chưa, anh thả xuống hợp âm thử đi. Custman K350 nha. Điệu rất là hay nha mọi người. Đây là cái mẫu đàn. Sáng nay thì có khui thùng cho anh Sơn. Đó. Cái này để em bật hợp âm lên. Đó. Rồi. Đây là Custman K350 nè mọi người. Đó. Có điều đầy đủ luôn đó mọi người. Đó. Đó, anh cũng mới biết chơi thôi. Để xíu nữa thì sẽ review âm thanh để cùng giao lưu với mọi người nha. Ngoài ra thì bên Thiện trong này còn có dãy đàn nữa. Trong này thì có cây SS700 nè. Đang bán còn rất đẹp, mọi người có nhu cầu mua thì cứ liên hệ Thiện nha, SS700. Đó, đây là có nguyên vàng đàn luôn mọi người, 750 nè. SV800 nè, Line New giá 15 triệu nè mọi người. Đó, S770, S710 còn rất đẹp luôn. Đó, sáng nay tại cơ sở nhạc cụ Thiều Quý Anh, chúng ta nhạc Thiều Quý Anh có khui thùng cái này. Không. À. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo tất cả các dòng đàn organ Pino guitar thì có thể liên hệ qua cho Thiện số 0973675251 để nhận được sự tư vấn của Thiện. Bên Thiện có hỗ trợ trả góp và thanh toán tại nhà. À, bên Thiện chuyên cung cấp cái dòng đàn K150 giá trên 2 triệu, K250 thì K200 thì giá khoảng trên 4 triệu, K250 thì trên 5 triệu, còn K350 thì khoảng 6 triệu 9 đến 7 triệu và SV800 thì giá là mới là 17 triệu, giá line new là từ 14 tới 15 triệu. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha.